Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 29 tháng 8 cho biết ông đã dành một số ngày ở mặt trận Pokrovsk thuộc miền đông, nơi chiến sự đang cực kỳ tàn khốc. Nga đã nỗ lực tiến đến trung tâm chiến lược Pokrovsk, tỉnh Donetsk trong những tháng gần đây. Áp lực này không hề giảm, kể cả sau khi Ukraine bất ngờ tấn công vùng Kursk của Nga. Tổng tư lệnh Syrsky viết trên Facebook rằng, chiến sự cực kỳ tàn khốc, Nga tung vào trận bất cứ thứ gì có thể di chuyển và tiến lên để tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ. Thị trấn Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng cho Ukraine, hỗ trợ các hoạt động tác chiến trong khu vực. Ông Syrsky cho biết các cuộc giao chiến quyết liệt nhất xảy ra tại khu vực Krasnaya, cách Pokrovsk khoảng 10 km. Nga cũng tấn công mạnh khu vực cách tuyến đường chiến lược kết nối thành phố Kostyantynivka chưa đầy 9 km. Riêng trong ngày 29 tháng 8, quân đội Ukraine cho hay có 23 cuộc giao tranh tại Pokrovsk. Tối 28 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận tình hình tại khu vực Pokrovsk đang cực kỳ khó khăn. Tướng Syrsky cho biết mục tiêu chính của Ukraine là tăng cường phòng thủ ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận và cung cấp đủ đạn dược và trang thiết bị cho các lữ đoàn. Chính quyền quân sự của Pokrovsk từ ngày 15 tháng 8 đã kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức vì quân đội Nga chỉ còn cách vùng ngoại ô của thị trấn khoảng 10 km. Một trong những mục tiêu của chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Kiev là buộc Nga phải đưa quân về cứu viện và vì vậy phải rút lực lượng khỏi các khu vực khác, chủ yếu là từ các hướng Pokrovsk và Kurakhov. Tướng Syrsky thừa nhận dù Moscow đã điều chuyển khoảng 30.000 quân từ các khu vực khác về hướng Kursk, nhưng vẫn giữ các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất ở khu vực Pokrovsk. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.